argue that in the long run, Okay, okay, tôi vừa đi thông dịch xong. Tôi vừa thông dịch xong cho chú Tán. À, anh Tán mới đúng. He's only, anh Tán, he's only 6 years older than me, okay? And he has a young, very charming daughter, 26-year-old Haley or Hang. And she's very, very nice and polite girl. Not stuck up like most Vietnamese women. I think Vietnamese, I don't know, somehow they don't like to talk to each other. Like, we Vietnamese, we don't like to talk to each other. I'm different. I'm a social person, so I like to talk to all Vietnamese I meet. But she seemed very open and easy to talk to. And she's very polite. She helps out her dad a lot. Hằng rất là ngoan và gọi như là Việt Nam mình gọi là dễ thương, tức là hiền và dễ mến, phải không? Hằng là Haley hả? Mới 26 tuổi nhưng mà nhìn... Ê, 26 tuổi rồi nhưng mà nhìn giống như là 16 tuổi á. Nhìn giống như là high school. She say là her dad á, là ba của Hằng á, không thích nghe Hằng. Phải nghe những người khác nói chuyện thì với đồng ý nghe. Cũng như người Việt Nam mình á, mình không muốn nghe những lời gia đình mình, phải không? Mà mình muốn nghe những lời mà của người khác, người dân nước lá nói chuyện thì mình mới nghe. Đúng là con người Việt Nam mình kỳ vậy đó ha. Thì thưa quý vị, cái đó là cái thông thường xảy ra với người Việt Nam mình, đúng không? Người Việt Nam mình, thôi như ba mẹ tôi có bệnh gì á, mấy anh chị em tôi muốn nói chuyện với ba mẹ không nghe đâu nghe. Mà người khác nói chuyện thì lại nghe râm rắp. Cái đó exactly classic kiểu người Việt Nam mình, okay? So, nói chung, hôm nay trời mưa quá ta. Con kìa, trời u ám, nhìn rất là phẫn nộ và sắp sửa trào xuống những cơn khóc lóc của trời đó. Mưa gió bão bùng đó ha. Và bây giờ tôi đang ở thành phố Burnsville, ở đường Nicollet và Cobblestone Court. Tôi đang nói chuyện trong video của phone này đang thông mặt tôi, nhưng mà trên cái dashcam của tôi nó lại nhìn ra đằng trước khu vực tôi lái xe và nói là thì cái dashcam nó không biết gì hết, nó chỉ đang show những cái đằng trước thôi. Còn tôi nói vô camera này á, ngay trước mặt tôi á, thì nó make sense, tức là nó hợp tình hợp lý, phải không? Còn mai mốt mà upload cái video camera của dashcam á, thì nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Nói, ủa, thằng nào cứ đi bô nói chuyện hoài vậy ta? Thì chính là tôi chứ ai. Và đây, tôi là Cường FBI Phạm. Tại hồi xưa tôi làm việc cảnh sát FBI 10 năm. Tôi thông dịch cho cảnh sát FBI 10 năm và bắt rất là nhiều người Việt Nam. Cái đó là một cái lầm lớn của tôi. Tại hồi đó mình thích làm cho FBI cool, phải không? Cool tức là ngầu. Nhưng mà mình không ngờ mình lại đi giúp Mỹ bắt người dân Việt Nam mình. Mà nhiều Việt Nam mình á, mấy thằng băng đảng đi, rất là nhỏ mọn, tức là cắt ké kỳ nhông, phải không? Không có lá gì hết, nhưng mà bị bắt và bị bóp cổ, tức là squeeze your neck until mình lè ra những cái thằng cá lớn hơn. Tức là Mỹ nó có câu là catch the small fish, squeeze the neck until they tell you about the bigger fish. Tức là bắt những thằng cắt ké kỳ nhông, nó bóp cổ cho thật chặt, cái nghẹt thở đó, mấy thằng cắt ké kỳ nhông phải tố cáo là những thằng lớn to mà đầu trâu mặt ngựa, gọi như là ông to, ông lớn hơn nó, hiểu không? Cái đó là một cái buồn của tôi. Và biết sao, tôi làm contract thôi, tức là làm hợp đồng với cảnh sát FBI mỗi năm renew contract á. Cái hồi mẹ tôi nói, con ơi, con làm vậy không có đức, đừng có làm vậy. Thế là tôi nghĩ, tại sao mình lại láo cá mình đi, mình bắt những người Việt Nam phụ tụi Mỹ làm gì? Tuy là Việt Nam mình cũng có người xấu, nhưng mà xấu không có tệ như là Mỹ nó nói. Thế là tôi quyết định tôi break contract, tôi nghỉ. Và cũng đúng là thời điểm 2001 mà 911 xảy ra, mình nghĩ làm cho cảnh sát phải nguy hiểm quá. Giờ cái mấy người khủng bố họ tấn công nước Mỹ nhiều quá, thôi ngưng làm đi. Thế là tôi ngưng làm, tôi không có làm nữa. Và tôi gọi như là